Bây giờ là 16 giờ. Xin chào, Zone FM đã quay trở lại. Bạn sẽ tiếp tục với Zone FM thưởng thức giờ âm nhạc thứ nhất của Top 40. Chương trình âm nhạc hot nhất, hấp dẫn và sôi động chứ. Sẵn sàng chưa nào? Cùng hòa nhịp. Bạn có một buổi trưa thật tẻ nhạt, đã đến lúc bật radio thật to. Hãy cùng chúng tôi rock to now. Are you ready for this? DJ Miko và Nguyễn Khang với sự tài trợ của Mobifone phát sóng cảm xúc. Xin chào FM Official Việt Nam Top 40, chương trình phát sóng từ 4 cho đến 6 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật. Xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn. Và các bạn thân mến, chương trình được sự tài trợ bởi Mobifone. Và hôm nay là một thời gian khá là đẹp bởi vì chúng ta bước vào trung tuần của tháng 6, nơi mà bắt đầu có những cơn mưa rào ở thành phố Hồ Chí Minh và làm giảm đi cái sự oi bức của mùa hè. Nói đến đây thì Nguyên Khang cảm thấy rất nóng và xin phép các bạn cho Nguyên Khang được làm một cái chuyện mát mẻ hơn, đó chính là cười cái gì đó chính là bật máy lạnh lên cho nó mát hơn một chút. Em nghĩ cái gì vậy Trinh hả? Xin được giới thiệu người đồng dẫn cùng với Nguyên Khang, đó chính là Lan Trinh. Hết cả hồn. Các bạn biết sao không? Phải ngồi trong phòng thu thì các bạn mới biết được cái cảnh tượng là anh ấy hù dọa như thế nào khi anh ấy nắm hai cái vạt áo của mình và chuẩn bị kéo lên. Được. Nếu đó, mà anh kéo lên 1 cm thì Miko sẽ xanh đi 1 cm mặt. Kéo lên qua rúng thì có nguy cơ ói hết đồ ăn trong ruột. Bởi vậy anh thấy không? Nhưng mà kéo hết thì lại hồng hào trở lại đúng không? Đương nhiên vậy đó. Khi mà qua gì qua cơn Mỹ Lai qua gì cơn, đó. Mỹ cực tới hồi Thái Lai. Mỹ Lai gì đó. Đó đại loại là vậy. Miko xin chào tất cả các bạn. Và tuần này thì chúng ta cũng đang cầm danh sách 40 bài hát ở trên tay. Và các bạn hãy lắng nghe chương trình Top 40 ngày hôm nay cũng như là ngày mai để biết được là thành quả voting của các bạn trên trang web www.sonfm.com như thế nào nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục Ký ức xưa nha các bạn. Câu chuyện mùa hạ cuối cùng của thính giả Nhật Khanh đã gửi cho hộp thư top40a.com. Mùa hạ cuối cùng của đời sinh viên đã mở ra, ta đã chuẩn bị nhiều thứ để đối diện với nó. Ta dọn dẹp bản thân, lên sẵn một vài kế hoạch nhất định phải thực hiện và tập đối diện với chính mình. Ta chưa nghe một tiếng ve nào trọn vẹn suốt đôi ba năm nay. Giữa thành phố chật chội và hối hả này, tiếng ve của mùa hạ, tiếng ve của tự nhiên cũng bị chìm lấp giữa tiếng còi xe gầm rú đêm ngày. Và cũng do ta đã từ lâu lắm quên đi thái độ biết lắng nghe tự nhiên. Có đôi khi trên đường gặp đôi ba gốc phượng già, mặc dù đã đi qua rồi, mặc dù đường ngược chiều cũng cố tình vòng xe trở lại, rồi ghé vào quán cà phê nhỏ dưới mấy tán phượng đang bừng bừng cháy ấy, ngồi cô đơn và nhung nhớ. Đời người ta vô số lần vượt qua những giới hạn, em có không? Không. Chưa đúng không? Chưa. Mỗi mùa phượng là một giới hạn đặc biệt. Sau những ngày đầu óc quay cuồng với sách vở, bước qua tiếng ve vào mùa hạ, ta thấy mình nhẹ hẳn. Hạ có mùa cho ta nhớ quay quắt ánh mắt và nụ cười duyên má lúm đồng tiền của cô bạn cùng lớp. Em nè. Thôi bỏ đi. Hạ có mùa trong veo, có mùa rực lửa theo bước chân cậu bé ham chơi với núi rộng sông dài, đồng xanh bát ngát. Hạ chấp chới theo cánh diều vi vu tiếng sáo, hạ găm nắng gió miền quê hương vào ngực ta căng tràn.
Hạ có mùa phả vào thăm thẳm suy tư, bộn bề lo nghĩ. Có mùa nào nhiều cung bậc cảm xúc hơn mùa hạ? Có mùa nào nồng nàn cùng tuổi trẻ hơn mùa hạ? Mùa hạ giòn nắng, mùa hạ chênh chao và mùa hạ có mưa. Đôi ba lần, mùa hạ là nước mắt của người ấy, thường là những năm học cuối cấp, những giới hạn vui buồn lẫn lộn. Ta dần lớn lên, nỗi buồn dần đầy thêm. Những mùa hạ như những chồng sách thương thương xếp đầy trong ngăn nhung nhớ nơi trái tim của cậu bé quá ư lãng mạn. Lớp bụi mờ thời gian chỉ được phủi đi chút ít mỗi khi có tiếng ve nhiệt tình nhắc nhở. Những mùa hạ của thời cấp sách đến trường cũng phải có một giới hạn. Mùa hè của năm học cuối thời đại học, 4 năm ta có vài người bạn thân, có tình yêu, có ngọt ngào say đắm và khổ đau dịu dàng. Hạ ôm tất cả những gương mặt bạn bè vào lòng rồi bay đi. Ta có đâu một cây đũa thần mà mong thời gian trở lại. Ta có như chú ve hát say sưa đến kiệt cùng, rồi trút bỏ lại lớp vỏ xác xơ, bay đi cùng mùa hạ chẳng bao giờ dừng trụ. Giá mà hóa thành giọt nắng lung linh trong mắt ai, giá mà thành cánh phượng ve vuốt đôi tay ai, giá mà thành giọt mưa luồn sâu vào tóc ai, giá mà thành đất, thành trời mà tan cùng với ai. Đặt chân vào mùa hạ cuối, ta sắp thành người lớn, chỉ còn những mùa hạ người lớn, những bạn bè người lớn, những tình yêu người lớn. Thấy không? Ảnh để cho mấy cô đọc một đoạn dài, thiệt dài. Cái hồi ảnh đọc có một câu mà toàn là người lớn là ảnh dài ảnh đọc. Chào nhé em, hỡi cánh phượng mùa hè mang sắc máu con tim. Yêu nhiều nhé em hỡi, áo dài cho ta hóa thành thi sĩ buồn nhớ bâng quơ một thời. Tạm biệt nhé sân trường trầm tư bao gốc cây già. Thương em cầu thang gió đầu xanh tóc rối, rưng rức quá đi thôi. Em nụ cười thánh thiện đến nhói lòng ta, có cho ta hôn một lần lên khung cửa sổ màu xanh không? Hỡi đôi mắt nào một chiều lơ đãng. Hỡi những góc quán nhạc trịnh trên làng Đại học Thủ Đức, cho ta gọi giọt cà phê đắng đót một lần. Thế nào cũng có đêm thèm hơi ấm đôi bàn tay cùng ta trong chiều mưa đất khách. Đừng vội lăn hỡi vòng xe 19 đôi mươi, còn có ai đứng chờ, ai ơ hờ, ai mong nhớ vấn vương. Ta thấy mình đứng đâu đó trong thời gian. Vì lẽ thường cuộc đời hợp để mà tan, và để giúp mình vượt qua thời khắc khó khăn này, ta lại suy nghĩ bằng tâm thế của một gã trai đang nóng lòng làm người lớn, kèm đôi ba ước mơ ngông cuồng. Anh cũng vậy. Anh cũng nóng lòng lắm hả? Không, vài ba ước mơ ngông cuồng chứ không phải thèm làm người lớn, cái đó qua rồi. Nhưng mà chắc hẳn có một việc gã trai ấy sẽ chẳng bao giờ quên là phủi bụi những chồng kỷ niệm mùa hè. Lạ lắm nha, có những điều càng lùi sâu và dĩ vãng lại càng lung linh. Và đã là câu chuyện ký ức xưa về mùa hè. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Top 40, Miko, anh Nguyên Khang và anh Vi. Hồi nãy anh Nguyên Khang ảnh nói Miko là hát cái bài nhạc đền ngày mới, nó không có liên quan gì hết. Liên quan bộ, cái bài của nhóm Vi Music tên là Ngày Mới Nắng Lên, cái em hát bài Ngày Mới của Lan Trinh hát. Hợp không? Tao nói chứ càng lúc người ta làm chuyện người ta phải có duyên lên đúng không? Tại sao em mất duyên nó tụt dần vậy? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả khúc đó, thấy chưa? Gà trống. Không, con gà này nó sắp nhảy rồi đó. Nó nhảy, cái nó nhảy gì ta? Nhảy gì? Nhảy ổ. Vị trí số 38 là I'm Into You với Jennifer Lopez cùng với Lil Wayne. Chương một bạn có biết với bạn Hà Quyền đã gửi cho hộp thư top40@vongcm.com. Bạn này gửi từ tháng 2 nhưng mà chúng tôi nhận nhiều thư quá nên bây giờ mới lôi ra để đọc cho các bạn. Đó là những câu danh ngôn thú vị. Anh lục lục mấy thư cũ hả? Ừ, anh có một cái thói quen là hay lục những ký ức nhạt nhòa. Nhìn cái tấm hình mà ngày xưa anh với em. Trời ơi, thôi đừng có coi lại cái tấm hình đó. Không được đâu. Cũ qua rồi nha Khang. Vì ho sặc sụa luôn rồi đó. Cũ qua rồi. Bây giờ thứ nhất nha. Nếu loài vật viết chuyện ngụ ngôn thì hẳn nhân vật chính trong đó phải là con người, đúng không? Tại con người mà viết chuyện ngụ ngôn thì nhân vật là gì? Con vật. Đúng rồi. Khi nào tình yêu còn mù quáng, khi đó vẫn chưa có lý do để ly dị. Nghĩa là khi sáng suốt ra rồi ly dị liền hả? Đúng rồi, rồi bản đúng. Chất của tình yêu là mù quáng nha, đúng không? Rồi. Người ta đúc đầu vô, người ta yêu nhau xong cái người ta mới hối hận. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái thứ ba. Trí thông minh thì bắt đầu từ kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thì từ sự ngu dốt của chúng ta. Có nghĩa là mới đầu thì phải ngu dốt, xong rồi phải thực hiện, thực hành nhiều, cái thất bại, cái có kinh nghiệm sau cái thành thông minh. Vậy người nào được khen là thông minh thì người đó đã từng là một người rất là ngu dốt. Còn bây giờ em vẫn bị khen là... Không, vậy thì phải khen là từng trải. Từng trải. Còn em là thông minh, tự nhiên đẻ ra cái thông minh ra là thông minh. Mẹ ơi mẹ, mưa đâu thể thẳng được, mưa là phải nghiêng nghiêng như thế này. Cái mẹ nói trời ơi, con thông minh quá, con thần đồng. Mẹ tắt một cái bóp, mình nói ăn không là ăn, ngủ không là ngủ, lo đi hỏi mấy câu vớ vẩn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái thứ tư nha.
Càng ngày tôi càng tin tưởng vào tác dụng duy nhất của sự thật. Hai chấm. Nó giúp chúng ta hiểu rõ. Hai chấm. Dối trá quả là có lợi. Bộ dối trá ở đây có nghĩa là why lie đấy các bạn. Khi mà ví dụ như hỏi Lan Trinh có đẹp không, nhưng mà sợ cô ấy bị đau lòng, thì chúng ta nói đẹp. Đó, đẹp nhưng mà buông rơi vậy đó. Tiếp tục. Trả thù giống như việc bạn cắn một con chó sau khi bị nó cắn. Thấy chưa? Bởi vậy nên bởi vì em thấy cái trả thù giống như việc cắn một con cá sau khi bị nó cắn, nên em không trả thù. Em không có ý gì hết nha. Trẻ con bắt đầu hư khi chúng bắt đầu hiểu người lớn. Đúng không ta? Cũng đúng. Đúng. Chỉ có người lớn mới hư thôi. Trẻ con là những cái hư đáng yêu. Đừng để lời nói của người khác trong miệng mình, vì làm sao mà biết được trước đó chúng đã ở trong bao cái miệng khác. Ý là đừng có truyền lời lại. Ví dụ như hả, thiệt ra hồi nãy anh Vi nói là anh Khang xấu quắc. Mà nếu mà em vô em nói với anh Khang xấu quắc, là em dùng cái lời của anh Vi nói. Tức là em ảnh hưởng. Em nhầm cái gì trong ảnh em lôi ra sao bị truyền qua cho anh đó, đúng không? Hồi sao em mới dơ quá vậy? Em đâu có đẹp đâu mà em mới dơ quá vậy? Cái cuối cùng, phụ nữ thường đặt câu hỏi với chiếc gương nhưng lại rất ít khi nghe câu trả lời, đúng không? Ví dụ như hỏi là gương thần, hôm nay ta có đẹp hay không? Đâu có cần cái gương đó biết đó, hôm nay bà xấu quắc vẫn tự hào, hôm nay tôi đẹp lắm, tôi sức đẹp, đi ra đường tung tăng khoe với Vi. Cái WeWe Vi bảo là cái gương đó nó bị khùng rồi. Chứ làm sao? Vậy thì lại phải học lại cái câu là dối trá quả là có lợi. Đúng rồi, ok. Zone FM. Đã từ lâu, tôi đã muốn nói rằng tôi yêu em. Em hy vọng là anh biết anh có ý nghĩa như thế nào đối với em. Em muốn nói là em rất yêu anh qua một thông điệp của một ca khúc. Em có thể viết ra đây 160 từ yêu thương cho một tin nhắn, nhưng anh hãy tin rằng tình yêu dành cho anh là bất tận. Anh yêu em bởi vì em chính là em. Chào mừng các bạn đã cùng đến với Love Notes, thông điệp yêu thương với sự tài trợ của Mobifone. Và trước khi đọc những tin nhắn của ngày hôm nay thì Nguyên Khang và Miko xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thị Bảo Nhung ở xóm Gò, thôn Trúc Ổ, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bạn này là người đã có tin nhắn được chọn và gửi phần quà. Chúng tôi sẽ gửi phần quà cho các bạn qua đường bưu điện. Xin nhắc lại phần quà có thể sẽ là 3 tháng đọc tạp chí Nam hoặc sẽ là một đĩa CD của ca sĩ. Các bạn biết sao không? Trước khi mình đến với chương thông điệp yêu thương á, thì Miko kể cho các bạn nghe một cái chuyện, đó là lý ra bài hát tiếp theo là bài Blow của Keisha. Nói xấu anh trên đài. Anh Khang á, anh nói là thôi khoan, thông điệp yêu thương anh có thông tin nè. Cái anh đưa không cho Miko. Không có nhiều thời gian đọc nhanh. Anh đưa cho Miko cái thông tin về Katy Perry, anh nói đây nè, cái gì vậy anh? Đó. Rồi sao em cứ vạch áo cho người ta xem lưng vậy? Bây giờ chúng ta đọc tin nhắn không? Các bạn đừng quên cú pháp đó là soạn chọn ốc bậy, soạn lớp, khoảng cách tên người gửi, khoảng cách tên người nhận, khoảng cách thông điệp mà các bạn muốn gửi, rồi gửi về 6155, thì khi đó thì chúng tôi sẽ nhận được tin nhắn, rồi những tin nhắn hay sẽ được đọc ở trên đài, và rồi những tin nhắn hay nữa sẽ được quà. Bây giờ em đọc cái tin nhắn đầu tiên em Khoanh Tròn nè. Không, em đọc tin nhắn em anh eo Khoanh Tròn thôi. Lớp Buka gửi cho em gái. Cuộc sống không phải ai cũng dễ dàng tìm được người bạn thực sự hiểu mình. Chị thấy mình may mắn thì có người bạn như em. Hãy cố gắng lên em nhé. Từ số điện thoại 01636... gửi cho anh Khang. Em rất thích nghe giọng nói của anh và giọng cười của anh Vi. Hai anh có thể gửi câu chúc ngày cuối tuần vui vẻ tới em được không? Yêu hai anh. Rồi, hai người chúc đi. Anh chúc em cuối tuần vui vẻ. Rồi, cái anh Vi cười, anh cứ cười. Rồi, hay quá. Từ bạn 01633600... Dù ở xa, dù chỉ một lần nắm tay, hay dù chỉ là giả vờ, em muốn anh cũng phải giả vờ như thật. Anh phải giả vờ không yêu ai nữa anh nhé. Nhớ nhé, đừng yêu ai nữa anh nhé. Từ bạn Hiền gửi cho Vận Sơn. Anh à, biển có thể thiếu sóng, bầu trời đêm có thể vắng sao, song cuộc đời em không thể thiếu anh. Em nhớ anh và yêu anh nhiều lắm. Rồi. Từ bạn Nam gửi cho bạn Hương. Em à, trong thời gian qua anh rất hạnh phúc khi có em, nhưng anh cũng rất sợ khi phải xa em. Đừng rời xa anh nha, anh yêu em. Trời ơi, ngọt ngào quá đúng không à? Nói gì đi anh? Bối rối. Đừng bối rối. Phương Vi, vị trí số 33, hai MC dẫn chương trình dê quá. Đừng vô tay luôn.
lại với chương trình Top 40 40 bài hát Việt Nam và cả quốc tế được bình chọn nhiều nhất trong tuần. Các bạn cho tử, các bạn cho tử. Chưa nói xong mà các bạn nói xong rồi. Với sự tài trợ của MobiFone, trời ơi, đám đông gì mà rần rần như vậy. Anh thuê đó, thử gì hết trơn à. Vi thuê đó, bây giờ Vi có một lượng fan đông đảo hùng hậu đó em biết không? Lên cái trang web là như em muốn hỏi hình của anh Vi như thế nào. Rồi dạo này là em kết anh Vi lắm mà nha. Các bạn, anh Vi ơi, em yêu anh lắm nhiều thứ. Các bạn đừng có hỏi hình anh Vi, tự nhiên các bạn muốn thất vọng đầu tuần thì chi. Cuối tuần mà. Không. Thì anh mấy bạn là đề nghị vào cuối tuần cái mình sẽ post hình lên đầu tuần cái mở ra cái mấy bạn xỉu hết. Trời ơi, là nguyên một tuần u ám luôn đó. Trời ơi, cái buồn vậy đó. Tao điểm tên anh ơi, điểm tên. Anh chọc rồi, biết khóc rồi kìa, biết khóc rồi. Anh thương mà. Thương thương anh thương ạ. Còn tiếp theo mình đến với vị trí số 29. Nobody but fake với Jessie J. Đọc sai rồi. Nobody's perfect. If you look closely, the eye takes up more than you think. Im, nó đang nói cái gì kìa? But Miko is perfect. Nó đang nói cái gì kìa? But Miko is perfect. Into my heart. Number 29. Không nghe được nói cái gì cả. Repeat 3 lần cũng chưa nghe được. Lại but Miko is perfect. Jessie J nó nói cái gì kìa? Không quan tâm. Sơn em Top 40 từ 4 đến 6 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần đã quay trở lại với các bạn. Mốt tôi phải nghe lại cái ca khúc No Body Perfect để con nói cái gì trong đó. Anh đừng có nhắc cái chữ đó nữa, các em lại phải But Miko's Perfect. Đừng nhắc tên nó nữa. Chương trình với sự tài trợ của MobiFone. Em được cái là người phụ nữ tự tin nhất Sơn em. Quay trở lại cùng Top 40, Nguyên Khang, Miko và anh Vi xin chào. Chương trình được sự tài trợ bởi MobiFone. Nói có ba chứ. Đám đông mà sao con nít nhiều quá vậy ta? Dân số có đủ tiền thuê con nít thôi. Thuê lớn hơn xíu anh đâu có đủ tiền trả. Ta nghe các bé này ở trong tổ dân phố của bạn Vi nè. Các bạn ơi, thông tin tiếp theo là về Britney Spears. Britney lộ nhẫn kim cương mới toanh cùng nghi án đính hôn. Trời ơi, đính hôn nữa hả? Ly dị rồi đính hôn linh hồn. Đính hôn là cái gì vậy hả? Nói nhiều quá léo lưỡi nữa chưa? Đừng có mà cướp lời của người ta để chi mà léo lưỡi là gì? Nhiều fan cho rằng đây chính là chiếc nhẫn đính hôn mà Jason dành tặng cho Britney. Vâng, để lại phía sau những chuyện tình buồn bã trong quá khứ, nhưng mà giới hâm mộ vẫn không thôi hy vọng một kết thúc có hậu sẽ được Jason Trawick đem đến và bù đắp cho công chúa nhật bóp. Thấy chưa, có nghĩa là cuối cùng người ta phải có hoàng tử ý trung nhân người ta. Thì chia tay rồi phải gặp người mới, cứ chia tay là phải gặp người mới. Ghê. Em cứ nói hay lắm. Bây giờ em có mảnh tình nào bắt vai chưa? Chưa đúng không? Chuyện tình cảm của cặp đôi này có hai mảnh tình năm bắt bên hai bên nách nè. Sao nó bự vậy? Hai năm trở lại đây luôn thể hiện sự rõ rệt, sự khăng khít và ngày càng tiến triển tốt đẹp. Các fan như một lần nữa có cơ hội để nghĩ đến chuyện chúc phúc cho Britney khi trong ngày hôm qua, một kênh âm nhạc được phát sóng trên radio đã mở màn bằng một đoạn phỏng vấn ngắn với sự tham gia của Britney. Cuộc trò chuyện ngắn gọn của Britney tuy không hoàn toàn làm thỏa mãn với hâm mộ, nhưng ít nhiều thì cô nàng cũng đã hết lời khen ngợi Jason và nói về những ngày tháng hẹn hò của họ. Anh ấy đã giúp tôi vượt qua rất nhiều sóng gió. Gợi cảm một chút. Luôn giúp tôi vững vàng hơn để đối mặt với mọi chuyện. Wow. Mối quan hệ của chúng tôi cũng như bao người khác. À sao? Cùng nhau xem tivi. Tầm thường. Tập thể dục. Bình thường. Mua sắm. Quá rẻ. Tắm. Chúng tôi đã quen với việc phải đi cùng nhau và cùng thực hiện công việc. Tức là làm nhiều thứ cùng nhau đó. Đúng hả? Rồi. Hơn cả tắm nữa ư? Tắm hạn chế vào đó. Theo lời của Ryan Seacrest, từ chủ sĩ của KHSFM, thì công chúa nhạc pop đang rầm rịch tuyên bố tới các fans một thông tin quan trọng về bạn Sky Jason Trawick của mình trên trang Twitter. Kênh KHSFM cũng không quên đưa ra một số thông tin mới nhất về Brit, và theo họ, chuyện tình của cặp đôi này sẽ đi đến cái kết bằng một lễ đính hôn ngọt ngào mà cả hai đã ủ bấy lâu. Cùng lúc đó, hình ảnh mới nhất của công chúa nhạc pop xuất hiện trên phố với chiếc nhẫn kim cương mới đã lộ diện, càng khiến nghi án kết hôn của cô nàng tăng lên gấp bội lần.
Rõ ràng Britney đã khéo léo khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của mình. Các tay săn ảnh có mặt tại hiện trường cho hay như vậy. Đội săn ảnh mà đi chụp hình ta mà còn nhiều chuyện ồ lên nữa rồi người ta thấy rồi không chụp chụp ra. Còn nhớ cách đây không lâu khi được gà hỏi có hay không một lễ cưới với Jason thì Britney đã thẳng thắn tuyên bố rằng chẳng biết mọi chuyện ra sao nhưng tôi sẽ không bao giờ từ chối nếu đó là cơ hội về duyên số của mình. Đúng rồi. Nếu như con anh nào đến cầm cái cục kim cương mà nó to như là cái cục cục gì ta? Chị nghĩ hoài ra cái cục gì hết hả? Cục đá thì em có chấp nhận làm đính hôn hay không? To phải ngang cái tầm đầu của em nè, từ cái cổ mà đi lên á, đỉnh đầu á, to ngang cái đầu em thì em chấp nhận. Gì đó đeo hả? Lên cái nhẫn, đeo lên bàn tay vậy đó, anh nghĩ có được không? Để kế bên cái đầu có mà như hai cái đầu. Cô duyên quá. Anh thấy, thấy ổn không? Anh không ổn, anh không ổn cái đầu cả. Mà bằng kim cương. Kim cương mà đúng hình là khuôn mặt của mấy cô, cái thấy là đúng là anh đó anh yêu em nhiều. Lúc mà đưa lên thì nó mất cái đầu bên kia còn mỗi cái đầu bên đây. Đừng có quan tâm mà nó đeo é gì, mình cứ nói chuyện tiếp đi. Đi tới xa bên sau. Đó là ca khúc Till the World Ends by Britney Spears. Anh Vy ơi, ca khúc vừa rồi vị trí bao nhiêu vậy Vy? 26 là 26 nha Vy. Thương lắm. Number 26. Ok, thank you. Giỏi quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến. Trời ơi, bạo lực nghe chưa? Mình nhắc nhở mà đánh được kìa. Bé Vy không được như vậy nha bé Vy. Nói tháng này vẫn còn là tháng quốc tế thiếu nhi nha bé. À, em nhớ mà cốt ca khúc này hay không cho anh xin đi ca khúc tiếp theo nè. Ca khúc tiếp theo là bài hát Love Is With Super Junior em ở Jeju. Còn bây giờ là 25. Vy ơi, 25 tiếng Anh là bao nhiêu? 25. Number 25. Trời ơi. Đau quá em. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Sun FM Top 40 từ 4 đến 6 giờ với sự tài trợ của Mobifone. Hai đứa mình hớn quá làm chi để mà hả bị đánh vậy đó. Một đứa bầm tím mắt, một đứa sưng lưỡi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả cùng. Sao tự nhiên đứa kia bị sưng lưỡi? Đứa kia bị đánh vô cái trúng ngay cái cằm á, nó cắn đứt cái lưỡi nên bị sưng lưỡi. Chứ không phải một đứa bị đánh cái tự nhiên đứa kia bị đứt lưỡi hả? Đứa kia một đứa tự nhiên bị đánh vô mặt, cái đứa kia bị đứt lưỡi không biết tại sao luôn. Hai đứa nó đang hai đứa nó đang làm gì mà đứa kia bị đứt lưỡi? Thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc rất phù hợp để trả lời đáp án, đó là đánh rơi nụ hôn với Tiêu Châu Như Quỳnh. Ca khúc đang ở vị trí số 24. Trời ơi, dễ quá nhiều luôn. Đã từ lâu tôi đã muốn nói rằng tôi yêu em. Em hy vọng là anh biết có ý nghĩa như thế nào đối với em. Em muốn nói là em rất yêu anh qua một thông điệp của một ca khúc. Em có thể viết ra đây 160 từ yêu thương cho một tin nhắn, nhưng anh hãy tin rằng tình yêu dành cho anh là bất tận. Anh yêu em bởi vì em chính là em. Love Notes, Love Notes, Love Notes. Và Love Note lại quay trở lại với các bạn. Các bạn có nhớ cú pháp của chúng ta không? À, khoan để Mico nhắc cú pháp nha. Đầu tiên là Love, khoảng cách tên người gửi, khoảng cách tên người nhận, khoảng cách thông điệp muốn gửi rồi gửi về 6155. Các bạn hãy tham gia chương trình để có cơ hội nhận được quà giống như là bạn sau đây. Đây là bạn thính giả mà tuần trước có tin nhắn hay nhất mà chúng tôi chọn để gửi quà, đó là bạn Nguyễn Thị Bảo Nhung ở xóm Gò, thôn Trúc Ổ, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi sẽ gửi một món quà đến cho bạn, đó là một CD của những ca sĩ đã tham dự những chương trình của Rizone cho bạn. Và tuy nhiên vẫn còn những phần quà, đó là 3 tháng của tạp chí Nam cho các bạn thính giả có tin nhắn được chọn nữa. Hay à, và bây giờ thì tiếp tục. Thì bây giờ chúng ta sẽ em đọc cho. Ê đây nha, từ em gửi đến cho bạn Chung. Anh à, dù xa nhau như thế nào đi nữa thì em vẫn mãi yêu anh. Thời gian không làm em vơi đi nỗi nhớ anh. Em xin lỗi vì đã làm anh buồn. Từ bạn Kibon gửi cho Son FM, em yêu Son nhiều lắm, cảm ơn Son. Từ ngày có Son em đã có thêm một lý do để chờ đợi một ngày mới. Mong sao Son và mọi người luôn khỏe mạnh. Từ bạn Huyền gửi cho bạn, cho lớp 9B luôn. Sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 rồi. Mèo con chúc cả nhà đạt kết quả cao trong kỳ thi tới. Cố lên, yêu cả nhà nhiều lắm. Từ bạn có số điện thoại 01696... để cho 01657... Một người ngồi đây ôm nỗi nhớ, một người ngồi đây tựa vai ai, một người ngồi đó tựa vai ai. Cho dù anh và em giờ đây không còn bên nhau nhưng anh vẫn luôn thầm chúc cho em được hạnh phúc. Thôi cao cả quá. Từ một bạn vịt con 9A gửi cho cháu dai hai thời
Mai là sinh nhật của con rồi, dì chúc con thêm một tuổi mới sẽ thêm cute, thêm baby hơn nữa. Hãy hay ăn trống lớn nghe, dì yêu con nhiều lắm. Hey. Và đó là những tin nhắn của tuần này, các bạn hãy tiếp tục tham gia và lọt ra hai vòng, một vòng đầu là vòng được chọn để đọc lên trên Zone.fm và vòng thứ hai là được chọn để nhận quà. Nhưng mà những tin nhắn này được chúng tôi cập nhật trên trang Zone.fm.com, các bạn vào top 40 thì các bạn sẽ thấy những tin nhắn nó chạy vòng. Xung quanh cái mặt của mình hả? Xung mặt của mặt phía dưới, phía dưới. Ok, bây giờ mình quay trở lại bảng xếp hạng với ca khúc ở vị trí số 23, Xa từ Đại Nhân. Trời ơi Zern, Vi à, tới giờ ngủ dậy mà còn chưa đứng ra nữa đó hả? Bạn thật là ghê quá đi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Zern Top 40 với sự tập trạng của Mobile Phone. Người như vậy mà các bạn cũng thần tượng người. Các bạn chỉ đừng cứ nghe cái giọng cười đó mà các bạn yêu cả một con người là các bạn làm. Người kỳ lắm, người này kỳ lắm các bạn ơi. Và tiếp theo, trời ơi, rút kiếm rồi đó. Em sợ. Ở vị trí số 22 là Alligator Sky từ OCity. Mã số ca khúc này là 5415298. Chọn khoảng trắng 5415298 gửi 9224 là nhận được phản hồi từ tổng đài bài Alligator Sky với Tối nay trăng tròn con mọc lông nó con sẽ thành sói. Alligator Sky với OCity 22. Vừa rồi là bài Alligator Sky với Trời ơi, em thấy trời ơi, rồi xong cô sói sau khi bị bắt thợ săn xăng xong bị dứt ra đường xe cán hoặc cán lại, chúng ta có món khô sói. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với blog du lịch. Thì em biết khô mèo khô chuột không? Người ta dứt người ta văng ra đường cái người ta chạy cán hoặc cán lại chứ thành ra khô chuột khô mèo. Ở đây em bây giờ là cô sói rồi đó, anh không có được nói như vậy ảnh hưởng tới nhân vật gì gọi là gì, người gì? Sói người linh sói linh linh gì của em á. Thôi quên đi. Nãy bây giờ mình cùng em đến với... mà không hiểu gì hết chưa? Em thấy không? Bây giờ chúng ta đến với blog du lịch phải không? Là blog du lịch sưu tầm đã gửi đến cho Top 40 A Vọng Zone.fm.com. Những nơi nghỉ mát mùa hè tuyệt vời ở miền Bắc. Các đỉnh núi cao với khí hậu mát mẻ là lựa chọn lý tưởng để nghỉ mát và thư giãn cuối tuần trong những ngày hè nóng nực. Cái này hay à, hợp à. Thứ nhất là Sapa. Sapa là một khu nghỉ mát nổi tiếng nằm ở độ cao 1.600m, cách thành phố Lào Cai 38 km và cách Hà Nội 376 km. Khí hậu mang sắc thái ôn đới, không khí mát mẻ quanh năm, một ngày có đủ 4 mùa với nền nhiệt độ trung bình 15 độ C. Thực ra đến Sapa là có cái hay nhất là cái gì biết không? Chợ phiên Sapa, không vào ngày chủ nhật hả? Nhưng mà chợ tình thì lại diễn ra vào tối thứ bảy. Có nhiều người đi chợ cùng thưởng thức và chung vui với nhau bằng những bài hát của dân ca người Mông, người Dao bằng những âm thanh của đàn môi. Và những chàng trai Sài Gòn như Nguyên Khang và Vi đây Thôi. Sau Sapa, số 2 và số 3 là Tam Đảo và Mẫu Sơn. Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 86 km. Đường lên Tam Đảo rất đẹp, hoa phong lan, nhắc cúc nhở, quỳ nhở rồi. Dù duyên quá chưa tới giờ. Hoa phong lan, cúc quỳ và các loài hoa dại nở đầy lối đi, màu sắc rực rỡ. Khí hậu bốn mùa, buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo mây mùa thu, buổi tối lạnh giá mùa đông. Xin cảm ơn. Và đó là Tam Đảo. Cái khúc khép lại 2 giờ âm nhạc của ngày thứ bảy. Các bạn hãy chờ nhé. Nguyên Khang và Miko sẽ gặp lại vào ngày mai. Nhưng vẫn còn đây, liên tục vị trí số 21. Ngày mai mình tới với Mẫu Sơn nha. Ok. Bye bye các bạn. 4 giờ các bạn. Bye bye. 21.